Bây giờ cô có thể mô tả lại một cách cụ thể hơn về cái tình trạng đau của mình nào, đau nhất ở vùng nào ạ cô? Đây, cái thứ nhất nhá là cổ, Vâng. vai, và bây giờ cái lưng này nó đau coi như là lan xuống dưới Vâng. này. Vâng. Thế thế với Vâng, lại độ rồi. quãng mấy tháng này thì cái khớp này, Vâng. cái khớp ở ở các ngón tay này rất là Đúng đau. rồi. Hiện tại Đấy, là các xong là khớp ngón đêm tay ngủ đang thì sưng lên. nó tê. Vâng ạ. Nó tê 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 cứng, và là cô thỉnh thoảng cô cứ phải tỉnh dậy là cô bóp như này này, không sợ nó lại cứng đơ. Vâng, cái dấu hiệu này tức là lúc mà buổi sáng mai cô ngủ dậy ấy thì nó có khó cầm nắm hơn không? Có, đấy là cô Vâng. cứ phải như thế này, phải Đúng độ rồi. khoảng 5 phút Vâng, thì bắt đó người ta đầu. gọi là bên y khoa gọi là cái dấu cứng khớp buổi sáng ạ. Thường thì nó sẽ khó khăn khi cử động hoặc là khó cầm nắm và cảm giác tê nó sẽ tăng vào buổi sáng mai khi mới ngủ dậy hoặc là cái lúc mà thay đổi thời tiết ấy. Đấy, thì hiện tại là cháu thấy cả cái cơ vùng cẳnh cổ của cô đang bị bó cơ rất là nhiều. Và chính cái vấn đề này nó sẽ làm cho mình bị chèn ép ấy, mình bị đau mỏi vùng vai gáy và chèn ép mạch máu cũng như là thần kinh lên não. Đấy. Nên là cái quá trình trị liệu thì bên cháu sẽ dùng dầu hoàng cốt thống để làm mềm các cái tổ chức cơ bị bó này, đồng thời giải phóng cái sự chèn ép thần kinh cơ và mạch máu cho cơ thể. Cho nên cô sẽ bây giờ cháu mời cô nằm sấp xuống nhé để cháu sẽ bắt đầu cái quy trình trị liệu cho cô ạ. Rồi. Rồi. Cháu sẽ bắt đầu cái bài trị liệu cho cô bằng cái dầu hoàng cốt thống này cô nhé. Đây ạ. Trong quá trình cháu làm trị liệu nếu có vấn đề gì mà chưa chưa phù hợp hoặc là nếu mà lực mạnh quá hay lực nhẹ quá thì cô cứ báo lại với cháu nhé. Vâng. Dầu hoàng cốt thống sẽ được xịt trực tiếp lên da và xoa bóp ở phần ngoài da thôi cô. Ừ, dạ, cô bị thoái hóa này. Cô Tú ơi, cháu làm thế này lực đã vừa chưa ạ? Vừa rồi. Vâng. Ở đây cháu thấy các cái cơ của cô đang bị bó rất là cứng ạ. Và chính cái sự cơ bị bó này nó sẽ làm cho mình bị cảm giác đau mỏi, tê bì do chèn ép ấy. Đồng thời là máu lên não nó sẽ kém hơn ạ. Đúng. Cái này về nhà cô nhớ là phải dùng gối thấp thôi cô nhé, không nên dùng gối cao quá đâu ạ. Cái dầu của cháu có cái điều đặc biệt đó là khi xịt lên da cô không thấy nóng đúng không ạ cô? Đúng rồi, đúng rồi, Vâng, nó không thấy không hề nóng. nóng ạ. À, bây giờ người ta cũng khuyên là không nên dùng nhiều các loại dầu nóng đâu cô nhé. Cái dầu này nó sẽ giúp đặc trị các vấn đề về cơ xương khớp như là đau mỏi vai gáy này, tê bì tay chân, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị địa điểm cột sống, rồi viêm khớp dạng thấp hay là trường hợp mà khớp gối có dịch, vân vân. Thì đều có thể dùng dầu hoàng cốt thống để xử lý được. Khi xoa lên da thì cô sẽ không hề thấy nóng rát đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, nó vẫn có thể được dùng để xử lý cho các vấn đề về suy giãn tĩnh mạch ấy cô. Chỉ cần sau 1 đến 2 lần trị liệu thôi là cô Tú đã có thể cảm nhận được cái hiệu quả mà cái sản phẩm cũng như là phương pháp của bên cháu mang lại rồi ạ. Cô Tú thì đã gặp các vấn đề về xương khớp là trên 10 năm cô nhỉ? Đúng rồi, lâu lâu lắm Hầu rồi. như là khách hàng bị xương khớp đến với trung tâm của bên cháu ấy thì đều họ đều bị rất là lâu năm rồi, đi điều trị nhiều nơi với nhiều phương pháp khác nhau. Có những người đến đây rất là nặng. Ví dụ như là có trường hợp khách hàng đến là do cũng là thoát vị địa đệm mà gây chèn ép thần kinh tọa đến nỗi là chân là khó khăn, rất khó khăn khi đi lại. Là có người là phải dùng bằng nạng gậy, có người thì phải có người dìu mới đi được ấy. Thì sau thời gian trị liệu thì đều có thể tự đi đứng và tự phục vụ sinh hoạt rất là tốt ạ. Có những trường hợp mà còn bị trên cả 30 năm cơ ạ. Tức là khi mà họ dùng nhiều thuốc thì khi đến là tình trạng cân nặng của họ cũng sẽ tăng rất là nhiều, phù ứ nước tăng cân ấy. Mà sau một thời gian trị liệu thì tình trạng xương khớp được cải thiện và cơ thể của họ cũng ngót bớt những cái dấu hiệu đấy ạ. Vâng đấy. Chỉ cần sau một thời gian là cô sẽ cảm nhận được ạ.
Có những khách hàng thì do dùng nhiều sản phẩm về cơ xương khớp nên là họ cũng ảnh hưởng chức năng gan thận đấy. Sau một thời gian thì là chức năng thận của họ cũng được cải thiện hơn. Bằng chứng là có cô khách hàng là trước khi đến làm là cô ấy thường xuyên bị đi tiểu vào ban đêm rất là nhiều lần. Có một đêm mà cô đi 3-4 lần hoặc thậm chí có người 5-6 lần cơ. Và sau khi trị liệu hoàng cốt thống thì là cô ấy bảo là cô ngủ thẳng giấc và không còn phải đi tiểu đêm nữa. Và điều đó rất là tuyệt vời. Ở bên cháu hiện nay cũng đang có những cái khách hàng rất là đặc biệt. Ví dụ như có trường hợp khách hàng của chú Sáu, chú ấy là sau khi bị tai nạn thì bị chấn thương tủy sống, dẫn đến cái tình trạng là yếu liệt tứ chi. Mà chú ấy cũng đã đi điều trị rất là nhiều nơi, thậm chí là đã từng sang Singapore để điều trị đấy. Thế là khi biết đến Hoàng Cốt Thống do một người quen giới thiệu, ban đầu đến chú ấy cũng không tin đâu. Chú ấy bảo là thì cho chú làm thử mấy ngày. Thế là cháu cũng cho làm thử 2 ngày. Về chú ấy bảo là các tình trạng của chú cải thiện hơn. Tất nhiên là cũng chưa được cải thiện nhiều lắm đâu, vì là chú ấy bị nặng ấy, và là chấn thương tủy là gây yếu liệt tứ chi. Nhưng mà thế là sau chú ấy mua liệu trình 30 buổi của bên cháu. Thì hiện nay là chú hoàn toàn có thể tự đi lại, đi công tác sang Lào mấy ngày về vẫn khỏe bình thường. Chú ấy cảm thấy là rất là biết ơn đấy. Vâng, cháu cũng thấy rất là vui vì đã giúp được cho những khách hàng như thế. Chú bảo là chú đã đi rất nhiều nơi, điều trị cực kỳ nhiều phương pháp nhưng mà chú vẫn thấy cái phương pháp của bên Hương là tuyệt vời. Rồi, như vậy là cô Tú vừa trải qua một cái đợt trị liệu đầu tiên của bên cháu đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ cháu xin phép cô là cho cháu xin cái phản hồi chân thực nhất từ cái cảm nhận của cô mà sau khi đã trải qua một cái buổi trị liệu đầu tiên ạ. Cô cảm thấy thế nào ạ? Đây, bây giờ là cô nói là nói rất thật lòng nhá. Tức là sau khi mà các cháu làm cho cô xong ấy thì đại khái là bây giờ cô không biết tả, nhưng mà như là cô đang đi gánh một cái gánh thì nặng ấy. Đấy, thì là có người đỡ cho cô cái gánh đi xuống. Mà cảm thấy nó rất thoải mái. Tức là cô đi làm ở những chỗ khác chẳng hạn như là nó cứ bị đau, nhưng mà đau như là kiểu đau tổn thương. Đấy, thế như đằng này cái lúc mà cô làm cũng đau nhưng mà làm xong cái là không thấy cái gì hết. Mà thấy rất nhẹ nhàng, đúng không? Thấy rất nhẹ tuyệt vời quá. Cô thấy các cháu rất là nhiệt tình. Đấy mà đại khái là chăm sóc theo cái kiểu tụi các cô già thì thấy rất là ưng vì những cái thăm hỏi ấy, nó chân tình. Đấy, chứ không có khách sáo gì cả. Thì tốt quá, mới chỉ một lần thôi thì thực ra là nó vì bệnh của cô là bị nhiều năm rồi ấy, thì mới một lần đầu tiên thì kỹ thuật viên của bên cháu cũng tác động chưa phải là quá nhiều hay là tối đa, bởi vì là tránh cái tình trạng là về nhà cô có thể ê ẩm hơn đấy. Mà cô đã cảm thấy là như chút được cái gánh nặng không, như thế đúng, là tuyệt vời. Sướng lắm, sao làm xong thấy nhẹ hết cả người ra. Vâng ạ. Như là cái người có người gánh đỡ. Thế thì tuyệt vời quá rồi ạ. Tức là cái này nó sẽ làm lưu thông máu lên não tốt hơn, giải phóng các cái sự chèn ép thần kinh và mạch máu tại chỗ này, cho nên cô sẽ cảm thấy nó thông thoáng và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và khi mà cái tuần hoàn máu lên não tốt rồi, tế bào não được cung cấp đầy đủ các lượng oxy thì cô sẽ dễ ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn, và những cái tình trạng như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do cái chèn ép thần kinh ở đây nó sẽ không còn nữa, nó sẽ cải thiện từ từ cô nhá. Thật là tuyệt vời, cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, thì cô cũng cảm ơn các cháu thế, cảm ơn Hoàng Cốt Thống này. Đấy, tự nhiên cô cứ xem ở trên mạng ấy. Thế đấy là cô thấy là có vẻ hợp với lại mình, như là cô đi. Thế có nghĩa là cô cháu mình đã có nhân duyên với nhau rồi đấy không ạ? Cháu cũng chỉ mong là có thể giúp được các cô có thể là cải thiện được tình trạng bệnh của mình. Và có sức khỏe tốt hơn, ăn ngon, ngủ khỏe hơn. Có thể là tối nay về cô sẽ cảm thấy ê ẩm hơn một chút cô nhé. Bởi vì là bên cháu đang tác động giải những cái cơ bị co thắt lâu ngày. Đấy, cho nên là 1 đến 3 ngày đầu thì có thể sẽ cảm giác ê ẩm và đau nhức hơn một chút ạ. Đấy, bởi vì là về cái sản phẩm Hoàng Cốt Thống của bên cháu thì nó cũng không có thành phần giảm đau. Đấy, không có thành phần giảm đau, cho nên trong vài ngày đầu mới trị liệu thì cô có thể có cảm giác đau nhức, ê ẩm và khó chịu hơn một chút, nhưng đó là cái phản ứng bình thường. Cô nhé. Rồi.